Bạn là một con nghiện meme. Bạn rất hứng thú với marketing. Vậy marketing và meme thì có liên quan gì đến nhau? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông qua bài viết của tác giả Ruskia trên Spyroom, nhập môn meme marketing. You are the generation of meme. Giáo sư dạy tôi môn marketing communication nói với chúng tôi với ánh mắt lấp lánh hy vọng, chen lẫn bối rối. Hãy cẩn thận với những cụ già trên một mảnh đất mà những người đàn ông đều chết trẻ. Tôi thầm nghĩ, marketing là một vùng đất như thế, nhưng giáo sư của chúng tôi, người đã dự đoán được sự trỗi dậy của dịch vụ stream, của sharing economy và biến một vài tài khoản Insta trở nên viral chỉ bằng việc đề cập chúng trong lớp học của mình, đã gục ngã trước meme. Ông hy vọng chúng tôi, một ngày nào đó, sẽ đứng tại vị trí của ông và giảng giải về meme, về thứ ngôn ngữ liên tục tạo ra bản thể mới và tự giết phiên bản cũ của nó mỗi ngày, dù tất cả mọi người đều sử dụng nó. Trong bài viết này, tôi sẽ đưa ra nhận định về bản chất của meme, không dám đề cập đến khởi thủy của meme, nhưng chắc chắn meme tồn tại từ trước 2007-2008 rất lâu, thời điểm ra đời của Rage Comic và marketing sử dụng meme như thế nào. Bản chất của meme. Vì bài viết này dành cho số đông, nên mình không thể chọn những ví dụ mình cho là hay, là dank nhất. Nhưng cùng với đó, nếu phải giải thích cái meme dưới đây cho ông bà hoặc bố mẹ mình, thì chắc mình cũng sẽ cắn lưỡi chết. Meme. Vậy thì meme là gì? Meme là một ý tưởng, một hình mẫu hoặc một niềm tin của một hay một nhóm người có khả năng tự tạo ra những bản thể khác nhau của nó và truyền tới những người khác. Định nghĩa này của Dawkins trong cuốn The Selfish Gene vào năm 1976 sẽ được sử dụng để giải nghĩa meme, vì định nghĩa này quen thuộc đến bất ngờ với giới marketing. Với định nghĩa này, meme được hiểu khái quát hơn và có những thứ để đặt trong giới hạn của meme như trên cảnh con khỉ đánh đu, dưới cảnh thằng Ngụy .. Nói chung là cái này mình cũng không tiện nói ra lắm. Các bạn có thể vào web mà đọc. Khá chắc là cái meme này tồn tại từ trước năm 2008, nhưng đó vẫn là một meme, như cách chúng ta đã sử dụng Sở Khanh để miêu tả những gã trăng hoa, đa tình, lừa lọc. Sở Khanh là một meme của các cụ, hay như tại sao 39.000 lại là meme về cái ấy của người đàn bà, thứ mà giới trẻ bây giờ khó có thể hiểu được. Vậy, với marketing thì sao? Meme là gì? Dùng để làm gì? Tôi gợi ý nhá, nếu thay meme bằng nhận dạng thương hiệu và định nghĩa trên của Dawkins thì sao? Nhận dạng thương hiệu, một ý tưởng, một hình mẫu hoặc một niềm tin của một hay một nhóm người có khả năng tự tạo ra những bản thể khác nhau của nó và truyền tới những người khác. Tuy không đầy đủ về cả meme lẫn nhận dạng thương hiệu, nhưng hy vọng bạn sẽ có được một ý tưởng cho chính mình. Meme hiện đại. Bằng cách nhìn vào ca dao tục ngữ, những thứ dùng để truyền thông tin lẫn kinh nghiệm của các cụ, ta dễ dàng nhận ra được bản chất của Internet meme và meme hiện đại. Ví dụ như, kim đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt nhớ nhau cả đời. Meme bản thân nó đã hàm ý lan truyền, viral. Nhưng việc lan truyền của xưa và nay rất khác nhau. Meme của các cụ thường dùng vân điệu dễ nhớ để lan truyền. Còn với meme hiện đại, đây là thứ ngôn ngữ được lan truyền bởi các định dạng nội dung như hình ảnh, video, âm thanh, vân vân, và quan trọng nhất là sự tán dương. Sự bùng nổ của Internet meme bắt nguồn từ năm 2008 với Rage Comic. Đây là loại định dạng meme cho phép người dùng tự tạo ra câu chuyện của mình bằng các nhân vật Rage. Sự tán dương ở đây gồm 3 phần. Một là sự đồng cảm, khởi nguồn của Internet meme, hoặc đến tận bây giờ vẫn chủ yếu là sự đồng cảm. Sự đồng cảm gồm có 2 loại nữa. Sự hiểu, reference, hiểu được trò đùa đó bắt nguồn từ một ý tưởng, tác phẩm hay sự kiện gốc nào đó. Ví dụ meme của các cụ hồi xưa có nợ như chúa chồm, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Internet meme thì có một số ví dụ như That's how mafia works. Như 2 meme trên và dưới đều nói về một bản gốc nhưng kết hợp với một bản gốc khác. Multi-reference hiện tại là xu hướng phổ biến của meme hiện nay. Sự liên hệ với bản thân, cái này là khởi thủy của Internet meme, cũng là loại content dễ tạo ra nhất. Rage Comic đã bắt đầu như thế, là những mẩu chuyện được chia sẻ và nhận được sự đồng cảm. Vì quá đơn giản nên Rage Comics giờ chỉ còn là dĩ vãng, thay vào đó là những chia sẻ liên quan đến bản thân có reference từ một bản gốc khác, ví dụ như meme tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh chẳng hạn. 2. Sự thú vị. Điều gì làm chúng ta cười? Điều gì làm cho câu chuyện của chúng ta chọc cười được người khác? Những câu hỏi này cần nhiều hơn vài cái gạch đầu dòng, nên mình sẽ để dành cho bài khác nếu có. 3. Công cụ tán dương. Thứ gián tiếp làm Internet meme trỗi dậy chính là các công cụ tán dương trên các mạng xã hội, nút like của Facebook, thumbs up của YouTube, upvote vào mục hot của Nike, cái nôi của meme thời kỳ đầu. Đó chính là động lực để người dùng tạo ra thêm meme, là hiệu ứng kỳ diệu của chia sẻ và được công nhận. Meme Generation, thế hệ meme được tạo ra, như giáo sư của tôi có đề cập, vốn chỉ là hệ quả của social media. Marketing và meme. Khác với những suy nghĩ của những marketer thế hệ trước, bó tay trước meme,
lịch sử của marketing gắn liền với việc tạo ra meme, tạo ra những ý tưởng, một hình mẫu hoặc một niềm tin của một hay một nhóm người có khả năng tự tạo ra những bản thể khác nhau của nó và truyền tới những người khác. Đó có thể là việc sử dụng người nổi tiếng đại diện cho nhãn hàng, biến người nổi tiếng đó thành meme của nhãn hàng, của công chúng cũng như những người sử dụng sản phẩm. Các bạn còn nhớ meme Bảo Thi công chúa hôi nách không? Đó có thể là tính cách của nhãn hàng, như Apple chẳng hạn. Trước đây là một meme về eccentric innovative, gắn liền với thiên tài lập dị Steve Jobs, giờ trở thành một meme về sự overestimated, về sự giàu có và kiêu căng. Cái mà marketer chật vật bây giờ là sử dụng meme là một công cụ giao tiếp với khách hàng mà phải đáp ứng các điều kiện sau: phải có reference về nhãn hàng, phải thú vị và phải lan truyền. Bản chất meme là một ngôn ngữ, và vấn đề giao tiếp với khách hàng bằng meme thường được các nhãn hàng tìm cách tiếp cận theo hai cách sau. Một, tự học ngôn ngữ đó bằng cách dùng nhân sự in-house để tiếp cận meme. Đây là phương án ít chi phí, cùng với đó là ít rủi ro nhất. Thường những reference liên quan tới nhãn hàng được chính nhãn hàng tạo ra rất thô và gượng gạo. Kênh lan truyền của nhãn cũng thường không mạnh, rất nhiều lần tạo ra hiệu ứng ngược, làm giảm sự thích thú của khách hàng với nhãn. Rất ít nhãn hàng thành công với cách tiếp cận này. Xin đưa ra hai ví dụ thành công. Một là Wendy, chuỗi cửa hàng ăn nhanh với phong cách đáp trả các đối thủ trên mạng xã hội, rất mặn và đánh đá. Thứ hai là Tesla, Elon Musk. 2. Dùng người phiên dịch. Các nhãn hàng sử dụng các content creator như chuyện vặt của Múc, Thỏ Bảy Màu, chuyện thằng FA để biến thông điệp gốc thành meme. Những họa sĩ này đóng vai trò cầu nối, cũng là vai trò kênh phân phối và đặc biệt là có sẵn fanbase, những người ngay lập tức có thể tiếp nhận thông điệp của họ. Thậm chí, họ có thể sử dụng nhiều meme figure, những meme sống như khá bảnh, lệ rơi, v.v. nếu tập khách hàng của họ phù hợp. Mặt khác, meme không phải dành cho nhãn hàng sản phẩm nào cũng phù hợp. Ta có thể bắt gặp nhiều shop nhỏ hoặc những fanpage của công ty cố gắng trong tuyệt vọng bằng việc tạo ra meme nhạt hoặc copy từ nguồn nào đó với hy vọng có thể câu kéo like hoặc đột nhiên trở nên viral. Điều này là không tưởng, nhất là khi các thuật toán của Facebook không cho phép bạn làm việc đó. Và hơn cả là bạn đang giao tiếp không đúng cách, nói lạc đề và thường là nói quá nhỏ. Hiện tại thì ở Việt Nam vẫn đang có một cụm từ gọi là bắt trend. Theo mình là liên quan nhiều đến meme. Bản chất của việc bắt trend không khác gì tạo meme, là hướng đi cho những nhãn hoặc shop nhỏ, nhưng vẫn là bài toán reference, thú vị và lan truyền. Kết. 10 năm nữa, meme sẽ được đưa vào giảng dạy tại các trường đại học. Con em chúng ta sẽ được học về những nguyên lý cơ bản của meme, phương pháp duy vật biện chứng meme, có những giáo sư ngành meme học và người ta trao đổi meme như hàng hóa. Meme không thể xuất hiện từ lưu thông, cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông. Nhưng có lẽ thực tiễn nhất và là giấc mơ của nhiều bạn trẻ tự gọi mình là meme lord, đó chính là một vị trí mang tên Meme Consultant, tư vấn về meme, chuyên gia trong việc sử dụng meme và cập nhật xu hướng nội dung nổi bật trên mạng. Tuy là có đùa cợt một chút, nhưng hiểu và biết sử dụng meme là một kỹ năng mà các marketer mảng social nên có. Bài viết có sử dụng meme từ Meme Me Daddy, meme tươi từ rừng Bác Bó và Vietnam Cursed Image. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe của chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên, thì xin hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.